Chuyện cũng dễ luôn rồi, if else if thôi ha. Mà if else if mà ví dụ như để viết có mà nó chuẩn chu chỉnh cho nó chuyên nghiệp thì if else if thì luôn luôn có mặt nhọn, nhưng mà khi mà nó chỉ có một câu lệnh thì không cần mặt nhọn, đơn giản như thôi. Rồi vòng lặp thì dễ ồn, ở đây chỉ có for, tôi chỉ sợ các bạn không nắm rõ cái vòng lặp thôi nha, không hiểu y là cái gì, không hiểu key là cái gì, không hiểu value là cái gì. Các bạn hay không hiểu cái đó lắm, tại ngày xưa tôi không hiểu cái đó cho nên tôi biết rút kinh nghiệm từ bản thân. Dạ chưa hiểu luôn, chỉ có cái làm được thôi, nhưng mà chưa hiểu để trình bày cho các bạn hiểu rõ hơn nha. Rồi cái này là cái quan trọng nè, với cái này nè, hai cái này là quan trọng cực kỳ, phải nắm chắc hai cái này, phải chắc nha. Rồi cái function này cũng quan trọng luôn, chắc nữa, chắc thiệt chắc luôn. Mỗi cái thao tác gì đó cứ quy ra function hết là ok. Và function có nhiều loại, các bạn cứ làm function trả về thôi là xong, là giải quyết được mọi thứ. Đấy. Rồi session cookie thì cookie có thể là không cần biết, nhưng mà cách làm giống hình như session thôi, biết một session thôi là đủ xài rồi nha. Cookie là nó lưu giá trị suốt trong khoảng một thời gian thiệt là dài, ít nhất là một năm lưu trên máy, còn session nữa lưu trên server và trình duyệt mất là session mất nha. Rồi get bot thì nó cũng dễ rồi, cái gì lấy qua đường link gọi là get, cái gì truyền qua đường link gọi là get, cái gì lấy từ form trở về trở xuống là bot ha. Bot lấy thì mình không thấy giá trị, còn get lấy thấy giá trị. Những cái đường dẫn ví dụ như index.bb.hỏi.bg bằng cái gì đó, thì những cái thứ nằm trên đó người ta gọi là lấy về là mặt phương thức get. Rồi thì trong quá trình mình làm á, mình sẽ tìm hiểu về các thuộc tính trên form để mình lấy dữ liệu trên form về. Và một trong những cái element mà nó hơi khó một xíu đó là image, cách mình lấy file hình về và mình lưu trên cái mục web mình ở đâu, cái đó mới quan trọng đó. Thì nội dung của môn này nó nhiều thôi nè. Đấy ha, trong đây thì bạn nào không rõ phần nào nói nghe thử đi, session nó dễ lắm, lát tôi làm demo luôn cái bài vừa rồi của mình. Rồi cái gì nữa, cái gì thấp hơn xíu nữa, upload file khó quá bỏ qua, từ từ học hả. For lòng lặp, cái đó thì làm tới làm lui 800 lần rồi sẽ biết, cuối cùng là không nào quan trọng vậy. Cuối cùng là không nào quan trọng vậy. Không, bây giờ nè, mình làm những cái cơ bản về về for, về mảng, về function, rồi quay qua cookie luôn ha. Tại vì những cái này nó sẽ liên quan nhau trong cái bài tập của mình sắp tới, không phải bài tập, bài demo của mình sắp tới. Ví dụ như mình coi lại cái trang web của mình, rồi mình coi coi cái demo sắp tới mình sẽ làm cái gì. Bạn đó là muốn là session thì session nó sử dụng trong đăng ký đăng nhập, nó sử dụng trong giỏ hàng đó, hai trường hợp sử dụng session thế thôi. Thì để làm được điều đó thì các bạn phải biết for, các bạn phải biết function, các bạn phải biết mảng ha. Rồi thì giờ ôm cơ bản trước, trước khi mình làm đăng ký đăng nhập, mình đăng ký mình có cái form rồi nè, bữa trước làm rồi đúng không, lấy được chưa, bữa hổm chết rồi chưa, rồi bữa hổm đăng nhập được chưa, chưa có đăng nhập hả, có giỏ hàng sẵn luôn rồi nè, làm giỏ hàng chưa, chưa làm giỏ hàng hả, rồi chưa làm giỏ hàng ha, chưa log in luôn, rồi một lát làm log in ha, một lát làm log in. Đăng ký này là đăng ký đi đâu vậy, đăng ký tại chỗ hả, chưa làm gì trơn đúng không. Rồi bây giờ đăng nhập bằng cái tài khoản đó được không, không ừ rồi ok, để tôi biết đường lát tôi làm demo giống gì trơn rồi á. Rồi ok ha, thì bây giờ là trước tiên là mình phải ôn tập một tí xíu về cái cơ bản, để lỡ gì mơ mốt thi gặp những cái câu cơ bản biết đường làm. Ví dụ như thi có thể là thi khoảng 5-6 câu, ví dụ những cái câu cơ bản về for chắc chắn là có, những câu cơ bản về function chắc chắn sẽ có,
những câu cơ bản về get bot chắc chắn sẽ có, và có một bài lớn thôi ha. Rồi thì bây giờ là ai chưa học bữa trước, hay là bữa trước có sao nè. À bây giờ nè, nói về một cái for nhỏ xíu thôi, trước nói về một cái for nhỏ xíu đi. New một cái file mới đi ha. File mới này là file mới mình học về vòng lặp đi, for.php đi. Rồi bây giờ là một cái thẻ mở for, tức là nó dùng để lặp một cái gì đó, có thể là có biến hoặc là không có biến, hoặc là để dùng để lập cái mạng. Ví dụ như tôi muốn nói là for, các bạn nhớ nè, khi mình dùng for for bình thường vậy á, thì nó là biến y y từ vị trí số mấy tới vị trí số mấy. Cái này là mình chơi trò cố định nè. Ví dụ như tôi chơi là từ 1 tới 9 chẳng hạn, và tôi muốn là tính tổng của những số lẻ từ 1 tới 9, rồi tính tổng những số lẻ từ 0 tới 9. Ví dụ tính tổng những số lẻ, những số chẵn từ 0 tới 9, tức là chỉ có hai con số này thôi, và mình tính được đống thứ trong đó, và cái bài đó chắc chắn có thi nha. Tối nay về tôi soạn đề thi đó. Nghĩa là nếu mà mình làm trực tiếp, làm mà cố định cái biến cố định đó, thì số này mình nhập ở số này mình gõ như thế này luôn. Còn ví dụ như cái đề người ta yêu cầu là thiết kế một cái form, rồi mình nhập số đầu và số cuối, thì bắt đầu mình hãy in ra một cái dãy số từ số A tới số B chẳng hạn, thì cái đó mình cũng phải biết làm ha. Với định dạng như thế nào đó mình cũng phải biết làm. Cho nên cái vấn đề ở đây là mình khi mình sử dụng for đó, thì các bạn phải chú ý, phải nhớ là phải khởi tạo một cái biến nào đó trước cái for, rồi sau cái for mình chỉ là ghép chuỗi. Và cái cách ghép chuỗi của mình phải cho mình một cái định nghĩa, một cái quy tắc riêng của mình để mình ghép chuỗi, đừng bị sai ha. Ví dụ như là tôi có a bằng 0, tôi có a bằng 5 đi đó, cho tới tôi có b bằng 100 đi, thôi 50 thôi. Rồi tôi có hai con số này thôi, nhiều quá, 5 tới 10 thôi, 50. Lát tôi cho bài toán khó hơn xíu, bài toán này nó tới 10 thôi. Thì tôi nói là hãy in ra một dãy số liên tục từ 5 tới 10 thì phải biết ha, với định dạng là 5 rồi dấu sao, rồi 5 rồi dấu sao, rồi 5 rồi dấu sao, thì các bạn phải biết làm cái đó. Và khi mình làm for bất kể thì nên có một cái giá trị khởi tạo ban đầu. Ví dụ tôi muốn in cái dãy số ra thì tôi để là dãy số bằng rỗng. Rồi các bạn hãy cho mình quy tắc là khi làm chuỗi ở trong PHP nên là dấu nháy đơn, đơn giản vậy thôi ha, bất cứ khi nào dấu nháy đơn hết đi cho nó khỏe. Rồi vô for này là để mình xác định là cái dãy chuỗi của mình đó là dãy gì đó, bằng, tức là nói chuỗi, phải nói chuỗi, rồi nói cái gì đó nói, ví dụ như nói là một cái biến y, rồi xong cái nói chuỗi với một cái dấu nháy, rồi dấu nháy này có thể là dấu sao, hoặc là dấu cộng, hoặc là dấu phẩy, hoặc là dấu trừ, hoặc là dấu gì cũng được đó. Thì mỗi khoảng cách này mình cũng phải chú ý cho làm cho nó đúng nè, để khi nó in ra nó đẹp ha. Rồi sau khi lập như thế này xong á, thì hết for, muốn sử dụng đi đâu đó sử dụng, muốn làm gì đó làm. Thế này ví dụ như mình chỉ echo nó lên thôi là xong, ví dụ như vậy ha, thì nó ra được cái gì, từ 0, từ 5 tới 10 chẳng hạn, từ 5 tới 10, ở từ 0 tới 9 hả? Vâng, từ 0 tới 9. Rồi như vậy nó không đúng định dạng yêu cầu thì sao, thì mình phải sửa cho đúng nha. Bây giờ tôi chạy nè, tôi chạy nè K5 nè, rồi của mình xuyển hồi nãy là for.php nè, đó nó ra. Ví dụ như bài của người ta kêu định dạng như thế nào phải làm giống vậy, mình làm dư cái này là sai, không ai một cái dãy số mà dư cái này hết, thì mình bỏ cái này ra, đừng để này. Cái dấu phẩy này nằm đâu, có phải nằm ở vị trí cuối không nha?
vị trí cuối, tức là vị trí y cuối thì không có dấu phẩy này. Thì bây giờ mình phải chiêu trò một xíu chỗ này, if thôi. Nếu nếu gì? Nếu y mà bằng bằng mấy? Nhỏ hơn 9 là bằng bằng 8, phải cụ thể luôn. Nếu nó bằng 8 thì không có dấu phẩy, ngược lại thì có dấu phẩy, hay sao? Nếu y vẫn còn nhỏ hơn 9, các bạn hiểu ý đồ chỗ này không? Hiểu không? Tức là cái này mình đang tập lý luận đó, tập logic đó. Đó, thay vì là lúc nào nó cũng là như vậy ha, nhưng mà khi mà nó nhỏ hơn 8 thì nó vẫn là có dấu phẩy phía sau, nhưng mà ngược lại thì không có dấu phẩy, nó chỉ là y thôi. Đó, cái nói chuỗi quan trọng cực kỳ, với cái if else nó quan trọng cực kỳ. Mình phải lập luận. Em Nam mất dấu phẩy thì như vậy nó mới đúng. Nhớ là mình phải có if else trong đó, không có đường nào ở trên. Rồi, for này for dành cho số, for này for dành cho mảng, mảng chỉ số. Rồi, mảng chỉ số là mảng gì? Đây, ví dụ như A là một mảng chỉ số thì trong đó nó chỉ là giá trị thôi, thì gọi là mảng chỉ số các bạn nha. A bằng mảng chỉ số thì trong đây chỉ là giá trị thôi, ví dụ là số 1 2 3 4 gì đó thì đây cũng gọi là mảng chỉ số. Đây, đây cũng là mảng chỉ số ha. Rồi, ví dụ như B gọi là mảng đơn á, mảng một chiều á, cũng là mảng chỉ số đó. Rồi B, ví dụ như ho, ha, hu, hi, ví dụ như vậy thì đây cũng là mảng chỉ số. Nha, nó cũng là mảng chỉ số. Tức là nó là chữ. Nó là chữ. Nha, nếu mà chữ mà chuỗi thì là dấu nháy. Mình cho nó là dấu nháy đi. Hai chữ hu. Hu ha hi hi. Ủa, nguyên âm sao có ba chữ nguyên âm vậy? Sao có ba he đi. Ừ. Đó, nha. Thì đây là mảng chỉ số. Còn ví dụ tôi muốn biến cái này thành mảng có cái key và value thì gọi là mảng liên kết, thì tôi cho cái C. Thì mình phải biết xử lý mấy cái này ha. Rồi, mỗi phân tử của mình là một cái key. Ví dụ như tôi muốn là cái này là tên. Tên. Rồi, mũi tên hả? Tên là gì? Nguyễn Duy Hot TV, ví dụ như vậy ha. Rồi, tới là tuổi. Cái này mình dễ bị sai lắm nè. Mình không rõ về cái chỉ mục là mình dễ bị sai lắm. Tuổi 30 lê dê. Vậy. Rồi email. À vậy hả? Email hottb@gmail.com. Rồi. Cái này để gọi là mảng liên kết. Mảng mà có key và value gọi là mảng liên kết. Thì cách truy cập tới cái mảng này nó lại khác so với cái này ha. Rồi, bây giờ cái này là của cái dãy số. Dãy số từ 0 tới 9 ha. Rồi, mình bỏ nó đi. Bây giờ mình tới cái mảng chỉ mục nè. Mình sẽ for. For e ha. Gõ for e. Rồi các bạn sẽ thấy gợi ý là for e mà nó có cái dấu vuông phía trước. Rồi các bạn tap cái. Thì lúc này chúng ta sẽ là để chữ C vô đây. Rồi, cái key, cái value ở đây á, nó là cái gì vậy? Cái key là cái tên. Cái value là cái hot TV ha. Mình echo ra đi là mình biết à. Ví dụ như tôi muốn là echo cái thằng key này nè. Rồi, tôi chấm chấm, tôi nháy nháy, tôi chấm đô la value.
tôi muốn lấy hai cái này ra để tôi tìm hiểu coi nó là cái gì ha. Đó, để giấu vô cho nó đẹp thôi chứ gì trơn á, để tôi biết coi cái này là thằng nào, thằng này là thằng nào ha. Thì cái này là mảng liên kết nhưng mà nó là một chiều, tức là ở trong đây mỗi phần tử nó chỉ là một giá trị thôi. Đó, thì cái này mình echo qua thử coi nó là cái gì. Bây giờ muốn xuống hàng thì mình phải gắn vô cái này nữa nè, BR nữa. Đó, thì mình làm được xuống hàng. Ví dụ như lúc này nó hiển thị sao, đố các bạn đoán thử đi. Lúc này mà chạy cái này thì nó ra cái gì hả? Mỗi một phần tử nó xuống dòng cái, anh hiểu không? Rồi F5, mỗi một phần tử nó xuống dòng cái, nguyên cái đám này nó gọi là phần tử nè. Đó, ok ha. Rồi ví dụ như mới nãy tôi nói là khi dùng for phải khai báo cái gì đó trước. Ok, tôi khai báo trước. Ví dụ như trước khi for tôi khai báo một cái biến khởi tạo. Nếu là mảng thì tôi cho là chuỗi rộng. Thì khi vô cái for thì tôi phải là cộng bằng. Rồi, sau for là mình chỉ cần echo thôi là xong. Đó, thì đây là cái cách làm phổ biến. Tại vì trong cái for mình đâu có biết là người ta có một dòng hay hai dòng hay ba dòng hay một đống nội dung trong đó ta ghép vô, mà mình echo rồi ha, mình chấm bằng thì nó vui hơn. Rồi mình chấm bằng, mình br vui. Rồi thì kết quả nó cũng y chang vậy thôi, nó chưa có gì khác biệt. Rồi nâng cấp mảng lên cái nữa, ở đây là nguyên danh sách sinh viên chứ không phải là một sinh viên này đâu, nó nhiều sinh viên. Thì bây giờ là mỗi phần tử nó là một cái mảng như thế này. Ví dụ như tôi dốt, tôi ghi là ABC. Tôi ghi ABC như vậy. Rồi, tôi ghi là mảng A, mảng B, rồi mảng C. Rồi cái này là 1 2 3 33 34 35. Tôi đọc tầm bậy tầm bạ không đó ha, đừng để ý. Hãy nhìn những gì tôi làm. Rồi ví dụ tôi dốt dốt thì tôi thấy tôi có ba đứa sinh viên này, tôi muốn thống kê nó thành một lớp thì bắt đầu tôi khai báo thêm nữa một cái D hoặc là class ha, bằng một cái mảng mà trong đó nó có A, nó có B, nó có C. Đó, thì cái này ta gọi là mảng hai chiều nè. Đó, mảng liên kết hai chiều là này, mảng liên kết một chiều là này ha. Nghĩa là mỗi một phần tử của cái mảng đó là một cái mảng con, thì ta gọi là mảng liên kết hai chiều, nhớ ha. Rồi đối với cái loại mảng này á, mình cũng đọc bằng for ha. Tôi echo một cái gì đó gạch ngang cho nó đẹp đẹp đi. Tôi làm tự nhiên ghét nó rối lắm. Rồi bây giờ mình đọc cái mảng liên kết hai chiều này cũng bằng for x luôn, tức là cái gì có liên quan tới key value á, mình cứ làm for x hết là ok. Bữa trước mình đã làm trong cái dự án của mình rồi ha, bây giờ mình học ngược lại đó, mình làm cho đã, bây giờ mình nghiên cứu bản chất của đó. Thì lúc này mình làm sao, ai vui vui đọc thử coi. Danh sách bằng, rồi mình tập các bạn, khi mình bắt đầu for thì phải có một biến khởi tạo, nó có thể là danh sách, nó có thể là biến gì đó không biết, tùy. Rồi thì bây giờ mình for it ha, for it, chọn cái dưới, tám cái. Rồi cái của mình là CLSS ha. Cái key value để đây cũng được, không sao hết. Bây giờ mình muốn gì, mình muốn là mình show ra mỗi một em như vậy đã nằm trên một cái y đi chẳng hạn, thẻ y, thẻ u là y á, thì cái biến khởi tạo này nè mình phải có là ul, nhớ ha.
Còn mình để nó trong một cái thái bồ thì cái biến khởi tạo này nè, mình phải là thái bồ. Và cái phần lặp lại của mình ở phần TR, nhớ mấy cái mã thẻ của HTML không? Ok. Rồi bây giờ tôi dùng UL thì chắc chắn là trong cái for này nè, tôi phải là lợi ha, quên, danh sách chấm bằng, thì trong đây là chắc chắn là lợi, thẻ lợi đó, đóng lợi lại. Ok, bây giờ tôi lấy cái gì ra, tôi lấy, bây giờ tôi lấy key ra. Ủa lấy key ra là làm gì trời? Lấy key ra để làm gì? Lấy key ra để làm gì hả? Một cái bảng để coi nó chạy cái gì trước đã nha. Lấy key gì coi nó đúng chưa, và nó kẹp trong lại. Rồi sau đó thì sao? Hết cái for, nhưng mà mình cần một cái gì nữa, một cần cái thẻ đóng của thẻ u nữa, thì mình phải ra ngoài cái for này nè, mình chấm bằng cái u nữa ha. Tức là cái y là nó lặp lại ở khoảng giữa của cái thẻ ul, cho nên tùy theo mình đọc dữ liệu ra cái giao diện, ra cái html như thế nào á, mà mình biết cái giá trị khởi tạo nó khác nhau. Bình thường thì chỉ cần là bằng rẳng thôi, nhưng mà khi nó đọc vô cái ul thì khởi tạo phải là ul, và có cái kết là cái thẻ đóng ul, và cái for l y này nó phải lặp đi lặp lại. Còn giá trị trong đây từ từ tính ha, mình muốn cái gì thì mình để cái đó vô, rồi mình chạy này thử ha. À, ví dụ như là cái danh sách này mình có một cái tiêu đề nữa chẳng hạn, thì chắc chắn là ngay chỗ này nè mình phải có một cái h nữa, ví dụ như vậy. Hoặc là trong HTML mình có sẵn, bây giờ mình lười mình để h ở đây luôn, ví dụ như là danh sách sinh viên. Ok không? Rồi tôi chạy thử h5. Ủa danh sách sinh viên tôi đâu? Danh sách sinh viên tôi đâu? Ai? Không, lúc nào cũng hỏi mà. Trời ơi. Ai? Ai tắt máy lạnh? Người ta đang học mà thiệt tình bực bội với sợ. Tại sao nó hiển thị lên màn hình ta? Ừ chứ e chô. Đấy, dễ ẩn. Đá quỷ yêu này. Đấy. Tức là mình phải hiểu cái từng dòng làm cái gì. Đó. Tự nhiên hiện 0, 1, 2 ra làm gì trời. Mình muốn hiện cái gì ta? Đối với các bạn, tại sao nó hiện 0, 1, 2? 0, 1, 2 ở đây là gì? Cái key mà cái key của cái nào? Cái key của cái này nè đại ca. Ô, mình đang lấy thằng này mình đọc nè, lấy thằng cha đọc nè, thì cái key của nó đang là 0 1 2, cái value của nó là a b c, hiểu không? Cho nên mình sẽ lấy cái value đây, chỗ này cực kỳ hay nè, lấy cái value. Rồi cái chỗ này mình muốn là cái tên trước, thì lúc này mình mới ngoặc vuông, mình mới nháy đơn nháy đôi gì cũng được chỗ này, tên đó, thì lúc này nó sẽ ra cái tên ha. Đó tôi cố tình tôi để key vậy đó, mình phải hiểu rõ cái này. Mảng hai chiều mình làm việc rất là nhiều, sau này lấy danh sách sản phẩm ra, danh sách người dùng ra, danh sách đơn hàng ra, cái gì mà liên quan tới cái chữ danh sách là mảng chỉ mảng liên kết hai chiều là dạng này đó, hình dung không? Nó là dạng này đó, cho nên cách mình lấy ra nó phải như vậy. Rồi mình muốn lấy hết đúng không, một cái lợi y là lấy hết mấy cái đó ra, chỉ cần còn trên c, rồi cách khoảng ra dấu trừ cộng trên v,
cách phản ra dấu trừ cộng trừ v, ví dụ như vậy. Và chỉ đổi lại cái ki con thôi, cái ki con chỗ này là tuổi, hoặc là tôi đổi ngược lại email trước đi. Đó, đây là tuổi, không sao cả ha, mình lấy đúng cái ki của thằng con thôi là được. Đấy em nè, đấy không có gì xảy ra hết, không có gì ảnh hưởng tới hòa bình thế giới hết, mà mình hiểu rõ về cái mảng liên kết hai chiều. Rồi cái cách mình làm hổm rài đó, nó đơn giản hơn nữa. Cái này là mình làm bám theo lý thuyết. Hổm rài mình làm mình chế để cho viết cho nó nhanh. Thì các bạn học luôn cái chế nè. Rồi tôi copy lại nguyên si, tôi chả làm gì khác hết chứ. Tôi enter xuống, tôi cộng trên V. Ở trên đây tôi chế, cái này vẫn giữ nguyên, chế chỗ cái for này thôi, ai nhớ. Các bạn thấy không, ở phần dưới này nè, nó không có quan tâm tới cái key, hình hiểu không? Cho nên bỏ luôn đi, có sao đâu, bỏ luôn. Không ra mình học thì chỗ này là cái gì? Y tầm ha, cái gì cũng được, nhưng mà y tầm nó gần nghĩa hơn. Y tầm phải gọi là phần tử của một cái danh sách nào đó, gọi là y tầm. Cho nên em là y là chữ y đó. Rồi ok xong. Danh sách lót nhanh, ví dụ như vậy. Rồi ok em nè. Thì kết quả hai này giống nhau, khác gì đâu, mà mình viết nó sẽ nhanh hơn ha, khỏi quan tâm key hay value. Đó, viết nhanh hơn. Đây, viết nhanh hơn. Trong for nó chỉ có nhiêu thôi đó. Nhưng mà bữa nãy mình phải biết cái key là cái gì, để chừng nữa mình làm cái giỏ hàng nó dễ hơn. Mai mốt cái giỏ hàng của mình á, mình lấy từ cái danh box sản phẩm đem gì à, là nó là một đối tượng này nè. Sau đó mình mới add nó vô giỏ hàng, thì giỏ hàng của mình là đối tượng này nè. Thì chừng nữa mình sẽ xóa cái phần tử trong giỏ hàng rất là dễ. Mình xóa phần tử thứ y, phần tử thứ 0, thứ 1, thứ 2, rất là dễ, cực kỳ dễ. Đó, ha. Học về mảng, học về for, hiểu về key, hiểu về value. Ok, đó là mảng và đó là for. Ví dụ mình trở lại cái số này đi. Tại vì thôi mình vẫn là cái này đi, để mình cho dễ nhớ. Bây giờ tôi người ta yêu cầu là thống kê coi mấy người này nè, tổng lợi là nhiêu tuổi. Ba người trên 100 tuổi chưa? Ví dụ như vậy. Hình hiểu không? Thì cái gì mà liên quan tới tổng, tổng, cộng, cộng, cộng vậy đó. Thì hôm nay nói rồi, trước for phải có một biến khởi tạo ha. Tổng tuổi, nếu là chuỗi là rộng, nếu là số là không. Rồi nếu là số thì vào cái for phải là cộng bằng. Rồi mình lấy cái tuổi mình cộng lại với nhau. Y tâm tuổi lấy tử cộng lại với nhau. Rồi sau khi cộng thì ra cái for mình chỉ cần echo thôi. Echo danh sách xong rồi nè. Bây giờ echo tiếp cái tổng tuổi nha. Muốn có một cái chuỗi cho nó đẹp đẹp thì mình phải có cái chữ trong đó. Tổng tuổi của gì đó, ví dụ như vậy, sầm sàm vô. Rồi mình truyền cái biến tổng vô là sao? Kịp không? Học cách nối chuỗi, học cách đọc mảng, học cách for, học cách khởi tạo biến trước khi mình for, nắm được các cách cộng bằng với chấm bằng. Chấm bằng là nói chuỗi, cộng bằng là tự động cộng dồn vô. JavaScript thì cộng bằng tức là nó nói chuỗi, còn biết đi cộng bằng thì nó cộng dồn mấy cái giá trị đó vô. Rồi F5, thấy mẹ không? Sao vậy? Đọc cái câu tiếng Anh này dùm coi. In define, cái biến tổng này có được khai báo đâu, có được định nghĩa đâu. Hàng số 17, thằng quỷ này có được định nghĩa đâu, đặt echo ra đây.
hai với kỳ cục đấy. Ok, 105 tuổi ha, 105 tuổi. Tôi BR xuống cho nó đẹp ha. 105 tuổi. Cái lần gạch này BR hai đầu cho đẹp. Rồi, ngồi ngẫm lại 5 giây cho nó thấm. Nhất là cái phần này. Tại cái phần này mình sẽ sử dụng rất là nhiều. Mấy phần trước thì ít sử dụng, phần này sử dụng nhiều lắm. Nhiều dữ dằn luôn. Có thể là 90%. Luôn luôn sử dụng mảng for. Luôn luôn là mảng liên kết hai chiều. Lúc nào cũng thế. Các bạn nhớ mảng liên kết một chiều ha. Một lát mình làm đăng ký đăng nhập liên quan tới cái này nè. Đó. Ví dụ như bạn nào coi đăng ký đăng nhập một clip tôi mới vừa gửi lên YouTube đó, là cái lớp đó học hôm qua, nào thì đăng ký đăng nhập, không cần database, chỉ lưu session thôi. Rồi giả bộ làm gì đó sơ sơ, giả bộ nhẩm trong đầu, giả bộ gõ code sơ sơ sai sai sửa sửa đâu, thì đó là những cái mình học á, học từ những cái sai hay đó. Chứ không ai mà làm đúng từ đầu đâu nha, phải lên bờ xuống ruộng rồi nó mới đúng.